Chào các bạn, hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm quay phim màn hình. Chúng ta kích vào file setup ở đây. Nó hiện lên cái giao diện và chúng ta chỉ việc next thôi. Phần mềm này là Bandicam, phần mềm tương đối hay để quay phim màn hình. Next agree and next. Thì trong lúc chờ thì chờ nó cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ tôi sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ để download cái này. Thì các bạn download ở đây. Đây. Đấy, các bạn vào cái đường dẫn này. Tôi sẽ chia sẻ cái này lên trên cái chỗ mà các bạn xem clip này. 3NP A3C4 ASVKT5. Thì các bạn vào đấy thì các bạn sẽ lấy được cái file quay phim màn hình này. Sau đó thì đây, chúng ta cài lên về giải nén ra. Về giải nén ra thì ở trong này nó có cái hai cái thư mục này này, đây và đây này, active này. Đấy. Giải nén ra thì chúng ta sẽ chạy cái file exe này. Sau khi chạy file exe thì chúng ta sẽ winfinite thì chúng ta sẽ chạy cái này. Đấy. Chờ một lúc thì nó sẽ chạy cái kia lên. Thì ở đây nó hỏi mình là có sử dụng cái mã hóa này không, thì chúng ta trả lời là có đi. Rồi nó sẽ sử dụng cái phần mã hóa của cạc tiếng. Thì cái này tốt nhất ấy, là các bạn nên disconnect cái mạng nó đi cho chắc ăn. Đấy. Đây nó unregister nhé. Đấy thì chúng ta vào chúng ta chạy active. Ví dụ như nhập mà ở đây là nó yêu cầu là phải quyền của quản trị viên, chúng ta chuột phải vào đây chọn run administrator. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ tắt cái này đi xem. Nhập bất kỳ một cái email nào các bạn muốn, ví dụ Tuấn Anh @gmail.com nhỉ. Bất kỳ nhé. Chạy. Và bạn đã được đăng ký thành công rồi. Đấy, xong bây giờ chúng ta mới chạy là đấy, Bandicam. Đấy, ở đây nó mất cái chữ unregister rồi nhé. Đấy, thế là thành công. Bây giờ chúng ta thao hồ quay phim màn hình hay là như nào đó thì tùy các bạn. Đấy.